Đoan Ngọ hay còn gọi là Đoan Dương là Tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Nhằm bảo tồn, tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc nói chung và phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội đã tái hiện Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa. Đây là cơ hội để quảng bá văn hóa cùng với những phong tục tốt đẹp mà cha ông đã gìn giữ từ ngàn năm nay. Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long bắt đầu từ tháng 5 âm lịch rộn ràng trong không khí ngày Tết Đoan Ngọ. Ở Việt Nam, sách Đồng Khánh Địa Dư Chí chép Tết Đoan Ngọ chuẩn bị đầy đủ rượu nếp và hoa quả lễ tổ tiên từ sáng sớm. Mọi người đều uống rượu, ăn hoa quả và đặc biệt, Tết Đoan Ngọ trong cung đình được tái hiện với nghi lễ thiết triều, tiết phẩm dâng hương lên các vị tiên đế và nghi lễ ban quạt dưới triều Lê Trung Hưng đã được tái hiện tại sân điện Kính Thiên. Ông cha ta hoặc các cụ ta là có một cái nếp truyền thống, tức là không thể thiếu được cái nếp cẩm và cái rượu nếp, thế rồi bánh giò, rồi bánh nếp. Ở đây, Ban Quản lý Di sản đã nghiên cứu để gắn kết giữa di sản phi vật thể và di sản vật thể của Việt Nam. Tôi cảm nhận rõ mối liên hệ chặt chẽ di sản và việc khôi phục các nghi thức truyền thống làm cho di sản sống trong thời đương đại. Xã hội hiện đại với nhiều nét văn hóa dần mai một, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã và đang nỗ lực nghiên cứu, sưu tầm để tái hiện nhằm quảng bá những nghi lễ phong tục xưa. Tết Đoan Ngọ là một cái lễ Tết và được tổ chức thường niên tại Hoàng Thành Thăng Long. Đây là một cái văn hóa phi vật thể vô cùng quan trọng và gắn liền với Hoàng Thành Thăng Long. Bởi vì tất cả các nghi lễ này là tạo nên hồn cốt cho cái di sản Hoàng Thành Thăng Long. Bên cạnh đó, để khách tham quan hiểu thêm về phong tục uống trà giải nhiệt, phòng chữa bệnh cho đến nghệ thuật thưởng trà cung đình, trung tâm phối hợp với các nghệ nhân trà, tổ chức các buổi trình diễn, giao lưu, chia sẻ những câu chuyện hay, những bí quyết ướp trà, pha trà, thưởng trà,